Xin chào các bạn, hôm nay là Lý TK Tuấn Đức. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu bếp điện từ với 3 bếp mang cái mã hiệu là IR6320. Cái mẫu bếp từ này nó được thiết kế theo cái dạng là mặt bếp ceramic chịu nhiệt và thiết kế rất là sắc nét, và có thể cài đặt các chương trình riêng cho từng bếp. Đó, đây là các bếp riêng. Và cái mẫu này là sản xuất ở châu Âu và được bảo hành là 2 năm, mang thương hiệu TK. Các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.